Chào các bạn, chúng ta sẽ bước vào bài 24. Bài 24 này có một cái khái niệm rất là hay, đó là model và view model. Nhiều bạn thì thắc mắc ở trong cái khóa học các cái khóa học của TEDu tại sao mình lại phải tạo ra các cái view model thay vì là model dùng luôn ở trong Entity Framework, đúng không? Đây, cái này cũng là khái niệm mà các bạn sẽ nên nắm bắt chắc trước khi mà các bạn làm. Thì model hay là view model thì trong ngữ cảnh của ASP.NET MVC thì nó có thể là một cái term chung là model, nhưng mà nó sẽ là có thể là domain model hay là view model hay là edit model. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái khái niệm. Đầu tiên chúng ta sẽ khái niệm view model là gì. Thì model nó là một cái tập hợp các đối tượng chứa dữ liệu của ứng dụng, có thể chứa thêm một logic và nó chia chia thành một số loại. Loại đầu tiên là domain model. Thì domain model thì các bạn làm việc với database thì các bạn thấy là với một cái bảng, ví dụ như bảng product, thì chúng ta sẽ có một cái các thuộc tính, đúng không? Tương ứng. Thì và như vậy chúng ta thấy là chúng ta có một bảng product. Bảng này thì nó có các thuộc tính product ID, name, thì tương ứng bên này chúng ta sẽ cần những cái thuộc tính ở trong class để chúng ta map vào. Như vậy thì nó sẽ quan hệ một một với bảng dữ liệu thật. Và loại đến với loại thứ hai thì chúng ta thấy là view model thì nó lại khác, nó không phải giống hệt như là model bình thường, không giống với domain model, mà có thể trong lúc view chúng ta sẽ cần view nhiều hơn. Ví dụ khi chúng ta view lên, chúng ta không thể nào view cái brand ID hoặc supplier ID được, đúng không? Nó vô nghĩa. View list product thì chúng ta không thể tên thương hiệu hoặc là tên nhà cung cấp lại là cái ID được, mà chúng ta phải là brand ID, brand name và supplier name. Như vậy thì model này không có tác dụng. Như vậy thì view model chúng ta sẽ phải có thêm các thuộc tính như là brand name và supplier name, đúng không? Thì còn edit model thì sao? Edit model thì chúng ta lại còn khác nữa. Chúng ta không chỉ có cái tham số, chúng ta ngoài ra, ví dụ edit thì chúng ta cần phải list ra một cái danh sách drop down cho brand hoặc cho thương hiệu hoặc cho nhà cung cấp, đúng không? Các hai cái drop down chúng ta lại phải chứa cái danh sách cái brand và danh sách supplier ID. Ngoài ra chúng ta còn thêm các cái thuộc tính validation nữa. Như vậy thì chúng ta không thể gộp chung model, domain model, view model và edit model được. Như vậy thì chúng ta sẽ phải có ba loại. Ví dụ ở đây chúng ta đi vào ví dụ nhé. Chúng ta không có code chạy mà chúng ta sẽ có ví dụ. Ví dụ ở đây sẽ là product model. Đó. Chúng ta có product model. Đây là một cái term chung thôi, nhưng mà cái ví dụ chúng ta có một cái term product không có model gì, đúng không? Nó sẽ là domain product, domain name. Đó, các bạn nhìn thấy, chúng ta có brand, chúng ta có supplier, đúng không? Đương nhiên là thằng product này nó sẽ quan hệ một một với thằng database. Thế nhưng trong trường hợp mà chúng ta muốn hiển thị ra thì chúng ta không thể dùng cái model đấy vì nó sẽ vô nghĩa. Nếu mà hiển thị ra thì chúng ta sẽ dùng cái view model như này. Đó. Và chúng ta sẽ cần một cái ví dụ, một logic. Chúng ta sẽ có product ID name và brand name và supplier name. Nó chỉ cần hai cái trường thôi, thay vì chúng ta dùng cả cái đối tượng này, đúng không? Thì ngoài hoặc chúng ta sẽ có hàm get rating, với rating bằng 3 bằng 10 làm sao thì nó sẽ giả về cái chuỗi này. Đây là một logic mà hiển thị cái số sao dựa trên rating. Thì cái này là logic cho view thôi, cho nên chúng ta không thể nào đặt vào cái domain model được, thì cũng nên tách ra một cái product view model. Hoặc đối với edit model thì sao? Chúng ta cũng có một cái product edit model. Thằng này thì ngoài chứa danh sách những cái thằng
danh sách brand và supplier để fill vào cái drop down list. Chúng ta còn chứa những cái giá trị mà nó chọn. Ví dụ như brand ID nó chọn trên drop down là gì, supplier ID chọn trên drop down là gì. Ngoài ra chúng ta còn có thông tin về validation nữa. Như vậy thì ba thằng này nó đảm nhiệm ba việc khác nhau dành cho ba view. Một view là một cái là dành cho tạo ra database, một cái dành cho việc hiển thị danh sách và một cái dành cho việc form edit. Ba cái chức năng này khác nhau và chúng ta cần ba cái view model khác nhau thay vì một cái. Như vậy thì các bạn thấy là nó tách bạch ra thì nó sẽ dễ dàng thêm mới các hoặc là sửa những cái trường hoặc là những cái về business khác nhau, nó mềm dẻo hơn. Lợi ích của nó thì khi mà các bạn có UI phức tạp thì các bạn thấy dữ liệu cần lấy ra có khi là từ vài domain model cơ. Vì view model được độc lập với domain model cho nên việc này rất mềm dẻo và linh hoạt. Thì view model có thể chạy giúp ứng dụng bảo mật hơn vì bạn không phải chìa các cái loại thuộc tính nhạy cảm ra như là user role hoặc sysadmin, đúng không? Thì các cái best practice ở đây chúng ta cần chú ý một số cái. Đầu tiên là chúng ta phải nên giữ cho domain model và view model tách bạch. Đó, hai cái đấy thì đương nhiên rồi. Chúng ta nên sử dụng strongly tied view, tức là trong bài trước chúng ta học về cái view best view data ấy, thì hai cái này thì không phải best practice, cho nên là strongly tied view nó sẽ là best practice. Có nghĩa là view model phải gắn với view chứ không sử dụng truyền qua view best view data truyền qua model hết. Với validation thì chúng ta nên sử dụng cái data annotation và put only data, tức là chỉ thêm hiển thị chỉ thêm những cái trường thật cần thiết vào trong view model thôi. Và nếu mà map dữ liệu từ model sang view model thì nên dùng auto mapper, thì nó sẽ giúp chúng ta dùng mapper, tức là dùng cái phổ biến nhất là auto mapper, giúp chúng ta dễ dàng trong việc map dữ liệu sang, đỡ phải cốt tay. View model thì có thể chứa những cái logic chỉ dành cho view thôi, chứ ví dụ như cái rating nãy chỉ sử dụng một view model cho một view. Và nếu mà nên dùng view model thì chúng ta dùng tất đều dùng view model chứ không phải cái này thì dùng cái này thì dùng view back view data. Đó thì nó sẽ dễ bảo trì hơn cho toàn hệ thống. Đấy là cái các cái khái niệm các bạn cần hiểu. Các bạn có gì chưa hiểu có thể comment bên dưới để mình có thể giải đáp cho các bạn.